chào tất cả anh em yêu mến cây mai vàng. Để cây mai có cái bộ lá xanh dày và thẳng bóng thì ngoài các cái yếu tố như là nước là phải nước sạch, pH là từ 6 đến 8, TDS là dưới 200, phân thuốc đúng phân đúng thuốc và điều kiện môi trường ánh sáng đầy đủ thì nó còn có cái yếu tố nữa, đó chính là cái chất trồng. Thì cái chất trồng của cái mai của mình là phải tươi xốp thoáng, rút nước được, và đặc biệt là cái pH của cái chất trồng của mình á là nó phải từ 6 đến 7 thì nó mới là điều kiện thuận lợi tốt để khi mà mình bón phân, phân nó sẽ hòa tan vào trong cái chất trồng và nó giúp cho cái bộ rễ của cây mai nó hấp thu dinh dưỡng và nước, thì lúc đó là cái bộ lá của cây mai nó sẽ khỏe và nó sẽ rất là xanh và rất là tốt. Với những cái mai mà mình đã bón phân mà lá nó xanh chưa có đều thì như cái mai này, đó thì cái lá nó vàng như thế này. Đây nữa thì mình sẽ xử lý như thế nào. Những cái cây mai là như cái cây này á, thì khi anh em xem cái lá, lá xanh nó có, mà những cái lá này là mình nhìn là nó thiếu chất, thì những cái lá này nó đang là bị gọi là nó vàng nhạt và nó có rất là nhiều cái sọc trên lá ha, cái nổi gân lá ha. Thì cái hiện tượng này anh em xem kỹ, đó anh em xem ha. Thì hiện tại á, là những cái lá như thế này á, là nó sẽ thiếu magie và sắt. Còn những cái trường hợp nữa là khi, đây anh em xem ha, khi mà cái lá nó xanh á mà nhìn cái độ nó, cái lá nó hơi bị cong cong như thế này nè, nó không có thẳng thì nó thiếu canxi. Và cái canxi này á là nó liên quan ở trong cái pH của cái chất trồng của mình. Sau 24 tiếng á, thì sau khi mà mình đã rải cái hỗn hợp super lăng này, nó gồm có canxi oxit, magie oxit, silic oxit và B2O5, thì nó sẽ giúp cho lá mai nó xanh, đồng thời nó tăng cái pH của cái chất trồng của lên. Thì bây giờ sau 24 tiếng là mình đo lại là bây giờ nó đã là 6, có nghĩa là hôm qua là 5, thì hôm nay nó lên được pH lên là 1. Nhưng mà cái này là tại vì mình mới tưới nước có một lần thôi thì nó sẽ lên tiếp. Nhiệt độ là 29 độ ha, độ ẩm, ánh sáng thấp. Đó. Cái cây mai này á, là mình đã thay lá để làm cái clip hướng dẫn cho anh em là cái thời điểm thích hợp để thay bộ lá. Thì cho đến hôm nay á, thì sau 3 lần bón phân hữu cơ và một lần là pha cái phân hữu cơ vào nước để mình tưới, thì hiện tại á, là cái mai của mình đó là nó cũng đã chỉ bắt đầu nó chuyển qua cái màu xanh. Để anh em xem ha, thì đó nó chuyển sang màu xanh. Nhưng mà ở đây nó có một cái vấn đề như thế này anh em để ý á, là đối với những cái cây mai á, mà cái bộ rễ nó khỏe, cái pH ở trong cái giá thể mà cái đất trồng của mình á là nó tốt, là thường thường pH nó từ 6 cho đến 7.
Thì đối với những cây á, nhiều khi là cái đất trồng cái pH của mình nó bị thấp quá hoặc là quá cao thì nó sẽ là ảnh hưởng đến quá trình mà cái cây mai của mình nó hấp thu dinh dưỡng, thì nó sẽ dẫn đến một cái hiện tượng là anh em như cái mai này anh em thấy mặc dù là lá nó xanh nhưng anh em để ý kỹ ha, cái lá nó không được thẳng, nó không được thẳng, nó phải thẳng như thế này, nhưng mà cái này là thẳng nhưng mà là cũng chưa gọi là thẳng lắm. Thì lý do là cái lá này hiện tại bây giờ nó xanh mà nó chưa thẳng là nó thiếu canxi. Thì vì cái canxi á, là cái nguyên tố trung lượng là nó giúp cho cái pH của giá thể của mình á, là nó tăng lên. Thì khi mà cái mai mà pH nó thấp thì đa phần ở Việt Nam của mình á, tất cả các cái loại đất mà trồng cây trồng không riêng gì mà cây mai, thì sau một thời gian là mình bón phân NPK rồi ảnh hưởng của môi trường rồi mưa lượng nước thì nó sẽ làm cho pH ở trong đất á, là nó bị thấp. Thì vì để khắc phục cái tình trạng này thì hôm nay á, là mình sẽ pha phun cái một cái loại phân bón lá dành cho mai vàng. Thì ở đây nó có là áo giáp kẽm, có nghĩa là cái chai này á, cái thành phần của nó là chính là gồm có canxi 3,5%, kẽm là 60.000 ppm và nó có thêm cái B2O5 là cái hỗn hợp mà cái này nó làm cho giúp cho lá xanh, canxi là lá nó thẳng, kẽm là bảo vệ cái lá mai của mình là không có bị cháy. Thì đây chính là cái chai thuốc mà trung vi lượng là nó hỗ trợ cho cây. Đối với những cái cây mai á, mà nó có bộ rễ nó yếu hoặc là pH ở trong cái giá thể của mình không đạt thì bắt buộc là anh em phải sử dụng phân bón lá trung vi lượng để phun trên lá, trên da để hỗ trợ cho cây. Thì canxi nó khi nó phun tiếp xúc vào lá thì nó sẽ giúp cho lá là thẳng liền. Thì anh em qua đây một cây mai á, mà nếu như cái lá nó xanh mà anh em xem á, cái lá nó phải thẳng như thế này thì mới gọi là đạt. Lá nó xanh thẳng ha, cái tỷ lệ xanh thẳng là rất là cao anh em xem ha. Đây thì những cái cây mai như thế này là bộ rễ nó khỏe nè, cái pH nó ok nè, thì mình bón phân vào cây nó hấp thụ nhanh thì nó giúp cho cái bộ lá của cây mai là tuyệt vời. Còn riêng đối với cái cây này thì bây giờ á, để mình nó phân hữu cơ á, thì cái cây nó hấp thu rất là chậm. Thì đối với cái cây này á, thì mình sẽ phun cái phân bón lá trung vi lượng, đặc biệt là bổ sung canxi và phốt pho, và cái yếu tố nữa là kẽm nó bổ sung. Thì trên lúa á, thì nó có thằng canxi silic, còn trên các loại cây ăn trái hoa quả thì nó có canxi bo, nhưng riêng với cây mai vàng là mình sử dụng cái thằng canxi kẽm là tuyệt vời. Phân bón lá thì trong vòng 48 tiếng đồng hồ là cây sẽ hấp thu và có tác dụng liền. Như vậy, đối với cái cây mai mà nó có cái bộ lá mà chưa xanh, mặc dù mình đã bón phân
thì lý do là bộ rễ của cây mai nó chưa mạnh, và đồng thời mình kiểm tra cái pH với chất trồng thì mình sẽ sử dụng cái super lăng voi để rải, để tăng cái pH của cái chất trồng lên từ 6 đến 7. Thì trong cái giai đoạn này là mình có thể sử dụng thêm cái rút 2 để mình pha, mình tưới vào gốc để giúp cho cái cây mai nó phục hồi, nó ra thêm rễ. Đồng thời cái bộ lá của cây mai thì anh em có thể sử dụng thêm cái phân bón lá. Thì ở đây là khi mình sử dụng phân lá thì mình, mục đích của mình là sẽ trong cái giai đoạn này mình làm cho cái bộ lá nó chuyển sang nó màu xanh, nó già. Thì sau khi mình phun là nó kết quả nó sẽ như thế này. Anh em xem là cái lá khi mà nó bổ sung canxi là cái lá nó phải thẳng như thế này. Đây nó thẳng không? Phải thẳng thẳng đứng như thế này. Đó, lá nó thẳng đứng như thế này. Thì có canxi thì nó sẽ làm cho lá được như vậy. Còn cái màu xanh của lá thì anh em có thể sử dụng là nó có phốt pho và cái phân bón lá thế này. Thì ở đây á, nó có một cái loại là phân bón lá nè, nó áo giáp kẽm. Thì cái thành phần của nó đó thì anh em xem là nó có canxi là 3,5%, kẽm là 60.000 ppm và có thêm cái hỗn hợp P2O5, thì nó sẽ giúp cho lá mai nó xanh. Canxi thì làm cho lá nó cứng thẳng, kẽm thì nó giúp cho lá bảo vệ, là nó hạn chế cháy lá. Rồi trong những cái clip trước á, là mình có giới thiệu cho anh em là cái chai vi lượng B1 của Thái, Rotfer B1 đây. Thì chai này anh em lên trên mạng mua có ha, thì cái thành phần ở đây nó có là magie oxit nè, sắt thì nó giúp cho quá trình mà trao quang hợp tạo ra cái chất diệp lục ha, kẽm thì mình nói rồi, magie cũng vậy. Thì mình sẽ sử dụng hai cái hỗn hợp này pha lại với nhau. Thì cái chai B1 này thì 16 lít nước, anh em pha 16cc. Còn cái chai áo giáp kẽm này thì anh em cũng pha là 16 lít nước, là pha 16cc thôi. Thì ở đây nó hướng dẫn là 25 lít là pha 40cc, nhưng mà khi mình ban đầu mình xịt đó, thì mình phối hợp hai cái chai này thì mình pha mỗi loại là tương ứng là 16 lít nước thì 16cc thằng B1 này và 16cc của thằng áo giáp kẽm, và mình phun trên lá cây mai. Thì mình phun vào buổi chiều ha, từ 16 giờ cho đến 18 giờ, và sáng ngày mai thì anh em phun xả nước lại trên lá để bảo vệ cái bộ lá ha, trường hợp tránh cái trời nắng quá thì nó sẽ làm bộ lá của mình có thể là nó bị cháy lá hoặc là nó ảnh hưởng xấu, thì mình kỹ nó sẽ tốt. Thì sau khi mình phun á thì cái bộ lá cây mai này nó có những cái lá vàng thế này nè, là nó sẽ xanh đậm. Rồi đồng thời á là khi mà anh em xử lý là dùng cái super lăng voi này thì anh em rải vào gốc rồi mình pha nước tưới ha, thì nó sẽ làm tăng cái pH của cái chất trồng cái mai của mình lên. Thì nếu anh em cứ bón lỡ mà có lên cao cũng không sao, nói chung là nó lên tới 8, 7, 8 gì cũng được. Thì thời gian là khi mình bón phân hữu cơ thì nó sẽ pH nó sẽ giảm lại. Thì trong cái quá trình mà mình chăm sóc cái cây mai thì không có cây mai nào nó giống cây mai nào. Thì có những cái cây là anh em mà chuẩn bị được cái giá thể nó tốt, cái pH của chất trồng nó tốt, thì nó sẽ giúp cái cây mai nó phát triển và bộ rễ nó mạnh. Thì chắc chắn khi anh em bón phân vào thì cây mai nó sẽ hấp thu dinh dưỡng và nước nó sẽ nuôi cái bộ lá, và bộ lá rất là đẹp. Nhưng mà bên cạnh nó sẽ tồn tại những cái cây mai mà có vấn đề, cái là bộ rễ nó yếu hoặc là cái chất trồng mình chưa xử lý tốt. Thì trong cái thời gian này anh em có thể là vừa sử dụng cái phân bón lá là áo giáp kẽm kết hợp với thằng B1 Thái để mình phun lên lá, và đồng thời là mình xử lý kiểm tra cái pH của cái giá thể của mình, cái chất trồng của mình để nâng cái pH lên, và sử dụng cho những cái loại thuốc kích rễ mình có thể pha tưới thêm để giúp cho cây nó phục hồi, cải tạo đất
hoặc có thể là dùng axit humic cũng được, hoặc là đốt hai. Thì đây là những cái sản phẩm mà giúp cải tạo đất và cò bộ rễ để con cây mai nó ra rễ và nó phát triển. Thì thông qua cái clip này thì đây là cái clip mà một lần nữa thông qua cái clip này bổ sung kịp thời những cái loại phân bón lá mà giúp cho cây mai nó có cái bộ lá và xanh đẹp để hết tháng 6 thì bắt đầu mình sẽ thay đổi phân để giúp cho cây mai trong cái quá trình nó làm nụ. Và hy vọng là với những cái kiến thức, với những cái thông tin bổ ích như thế này sẽ giúp được rất là nhiều anh em trong cái quá trình chăm sóc cây mai. Thì cuối cùng thì cái cảnh đây thì cũng xin chúc tất cả anh em bà con nhiều sức khỏe và chăm sóc tốt cái cây mai của mình trong cái mùa mưa này. Xin cảm ơn.